Chào mừng quý vị, ập nhóm của chúng ta được phép bắt đầu. Và những người xin mời không hãy di chuyển lên xe đi. Và quý vị ơi, chúng ta có một tính năng rất là đặc biệt của dòng xe Chevrolet Colorado mà chúng tôi mới giới thiệu với tất cả quý vị, đó chính là xe của chúng ta đi từ xa mà vẫn có thể khởi động được máy, rất là nhờ được trang bị công nghệ khởi động động cơ từ xa với khoảng cách lên đến 100m và bật điều hòa 25 độ tự động. Và bây giờ chiếc xe màu trắng của anh Phong đang cầm lái đã di chuyển đến vị trí để sẵn sàng mang đến cho chúng ta những tiết mục biểu diễn ẩm dốc ứng tượng ngay bây giờ. Và một lần nữa, nếu điều hòa đã sẵn sàng thì hãy bấm còi liên tục đi ạ. Và mời chị diễn Chevrolet Colorado 2017 mới xin được phép bắt đầu. Thưa quý vị, đầu tiên chúng ta sẽ cùng đến với màn chào sân của hai chiếc xe màu đỏ và màu trắng. Và quý vị nhìn thấy là cái tìm hiểu chúng ta rất đơn giản, bởi vì vô lăng trợ lực điện cảm biến theo tốc độ giúp việc điều khiển và đánh lái xe của chúng ta sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Và như vậy chiếc xe màu đỏ đã di chuyển đến khu vực hồ nước sâu 800mm. Và xe màu trắng của chúng ta đã di chuyển đến khu vực đồi cao 5,5m. Bây giờ chúng tôi xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng hướng mắt về chiếc xe màu đỏ. Và hãy xem chiếc xe màu đỏ của chúng ta có lội qua đường dòng nước gần 1m này hay không ạ? Thưa quý vị, với cầu hút gió Colorado được đặt ở vị trí cao tối ưu, giúp xe sẽ có khả năng lội nước sâu lên đến hơn 800mm. Cộng với động cơ khỏe, hệ thống cầu tốt sẽ giúp cho chúng ta chinh phục được những đoạn đường lầy lội, nhất là trong mùa mưa này. Và chúng ta cũng nhìn thấy là chiếc xe màu trắng đã vượt qua đoạn đồi cao 5,5m. Và quý vị thân mến, với một chuyên gia thì có sự hỗ trợ bằng các tính năng ưu việt của một chiếc xe và động cơ diesel turbo Duramax 2,8 lít cùng với công suất cực đại của mẫu xe này đạt mức 197 mã lực và sức kéo ở mức cao là đến 500 Nm. Và chiếc xe màu trắng của chúng ta đã vượt qua được dốc nghiêng 30 độ. Còn bây giờ xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng hướng mắt về chiếc xe màu đỏ của anh Cường đang vượt qua địa hình gập ghềnh trượt bánh. Và quý vị, với địa hình gập ghềnh trượt bánh này thì chắc hẳn là một thử thách rất là ấn tượng, bởi vì bản thân một người cầm lái khi mà chúng ta gặp phải những tình hình hiểm trở như thế này thì chắc chắn cũng rất là ngao ngán đây. Làm sao để vượt qua được đây không biết anh Cường ơi, xe đó có ổn không anh? Và anh Cường chúng ta đang xử lý với chiếc xe màu đỏ này. Và chúng tôi cũng thông tin với tất cả quý vị, và để vượt qua địa hình gập ghềnh trượt bánh này thì Colorado 2017 mới của chúng ta đã được trang bị chức năng V-Shine, hạn chế trượt và chức năng gà cầu điện. Anh Cường đã sẵn sàng để tiếp tục chinh phục thử thách này chưa ạ? Có thể vẫy tay chào chúng tôi được không? Và không chỉ vẫy tay mà anh Cường còn cười rất là tươi nữa. Tôi thấy rằng là với cái thử thách địa hình này sẽ không bao giờ làm khó được chiếc xe màu đỏ của chúng ta cùng với anh Cường đúng không nào? Vì như là chiếc xe của chúng ta đã được khởi động, đèn đã bắt đầu nhấp nháy và hy vọng rằng là chiếc xe màu đỏ có thể vượt qua đường thử thách này một cách dễ dàng và nhanh chóng. Hãy cho một tràng pháo tay để chúc mừng cho anh Cường với chiếc xe màu đỏ đi ạ. Còn bây giờ quay trở lại với đường, xin mời quý vị cùng theo dõi chiếc xe màu trắng của chúng ta. Chiếc xe màu trắng này sẽ một lần nữa vượt qua hồ sâu 800mm. Như vậy là chiếc xe màu đỏ chúng ta đã vượt qua địa hình gập ghềnh trượt bánh rất là dễ dàng đúng không? Thế còn chiếc xe màu trắng của anh Phong thì sao? Hãy cho chúng tôi thấy được sức mạnh của Colorado 2017 mới này. Thưa quý vị, với hồ sâu gần 1m như thế này và chiếc xe màu trắng của chúng ta vẫn có thể vượt qua một cách rất là dễ dàng, thích hợp cho những ai yêu thích và trải nghiệm ở những đoạn đường ẩm thấp và chinh phục những đoạn đường xuống nước. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Và chiếc xe màu đỏ của chúng ta đã bắt đầu vượt qua đồi cao 5,5m. Quay trở lại thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy tập trung vào hướng mắt dịch về chiếc xe màu trắng sẽ tiếp tục vượt qua địa hình gập ghềnh trượt bánh này.
Thưa quý vị, như chúng tôi đã chia sẻ thì địa hình gầm ghềnh trên bán là một địa hình không hề đơn giản để mà chúng ta có thể vượt qua được, đúng không? Thế nhưng giờ đây với chiếc xe màu trắng mà anh Hôn đang sở hữu, đó là dòng xe Chevrolet Colorado 2017 mới với chức năng đi sai, hạn chế trượt và chức năng gài cầu điện. Và với những chức năng này thì tất cả quý vị khi mà chúng ta tham gia chương trình lái thử xe ngày hôm nay sẽ được trải nghiệm cũng như là được các chuyên gia của chúng tôi tư vấn kỹ hơn. Anh Hôn ơi, mọi thứ có ổn không ạ? Anh Hôn đã đưa một like. Một like có nghĩa là không sao cả và anh ấy đang xử lý địa hình gập ghềnh này. Bởi vì sao chiếc xe đã được hở nhấc lên một bánh như thế này thì không thể nào mà có thể di chuyển tiếp được nữa, thế thì chúng ta cần phải có những cái chức năng để hỗ trợ cho mình. Và ổn không anh? Đặt sai chứ nào? Dạ anh Hôn lại tiếp tục thở nụ cười và anh ấy đang di chuyển lên xe để tiếp tục mang đến cho chúng ta một cuộc biểu diễn vượt qua địa hình gập ghềnh trượt bánh. Còn bây giờ quay trở lại với chiếc xe màu đỏ. Anh Cường ơi, anh có thể nào vượt qua dốc nghiêng 30 độ cho anh em chúng tôi được nhìn thấy không ạ? Chiếc xe màu đỏ ơi, và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại tiếp tục nhìn xem chiếc xe màu trắng của mình sẽ vượt qua địa hình gập ghềnh trượt bánh này. Bên cạnh đó thì xe bò đỏ của chúng ta đang bắt đầu vượt qua dốc nghiêng 30 độ với bốn bánh xe nằm trên dốc nghiêng vượt qua một cách rất là dễ dàng. Mặc dù là ngày hôm nay trời mưa to và đường trình lầy khá là nhiều nước đến như thế này, thế nhưng không thể nào cản trở được chiếc xe Colorado 2017 mới của chúng ta. Và như vậy là chiếc xe màu trắng cũng đã vượt qua địa hình gập ghềnh và tăng lên đoạn đồi cao 5,5m với dốc 40 độ. Và bây giờ, chúng tôi xin mời tất cả quý vị quan khách chúng ta hãy tập trung và hướng mắt về chiếc xe màu đỏ cũng như là những camera trên tay của tất cả quý vị. Chúng ta hãy focus vào một buổi trình diễn cuối cùng cũng là buổi trình diễn hấp dẫn nhất và chúng tôi cũng đang rất là mong đợi, đó chính là phần biểu diễn rip xe màu đỏ. Xin mời anh Cường, hãy mang đến cho chúng tôi một tốc độ thật ấn tượng đi đâu. Wow, có thể thấy rằng những làn nước không thể đọc cản trở được đầu xe Colorado, với cạnh đó thì làm cho những làn nước hình vẽ lên trông rất là đẹp mắt, đúng không ạ? Hãy là một tràng vỗ tay thật lớn để cảm ơn của chương trình diễn rất đặc biệt đây. Với bốn chướng ngại vượt mà chúng tôi nghĩ rằng bốn chướng ngại vượt với những cấp độ rất là khó khăn để cho chúng ta có thể vượt qua được. Thế nhưng với dòng xe Chevrolet Colorado 2017 vẫn hoàn toàn có thể vượt qua được những thử thách này một cách rất đơn giản. Và chiếc xe màu trắng của anh Hôn lại tiếp tục rip thêm một bàn rip xe nữa để cho chúng ta cùng theo dõi. Xin cảm ơn hai anh và hãy cho một tràng ống tay thật lớn để cảm ơn anh Cường và anh Phong đã mang